Thứ 8. Niệm tạng. Phật tử, thế nào là niệm tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì gọi là niệm tạng của Đại Bồ Tát phải tu hành? Bồ Tát này xả lìa nghi hoặc, đắc được niệm đầy đủ. Vị Bồ Tát này tu niệm tạng, Ngài đã xả lìa được nghi hoặc, đắc được nghĩ nhớ đầy đủ. Tức cũng là thuở xưa trong nhiều đời nhiều kiếp, hết thảy tất cả sự việc đều ghi nhớ rõ ràng mà chẳng quên mất. Nghĩ nhớ quá khứ một đời, hai đời, cho đến mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời. Ở trong niệm tạng nói có mười thứ vô tận. Một đời, hai kiếp, ba Phật danh, bốn thọ ký, năm diễn giáo, sáu chúng hội, bảy nói nghĩa, tám can tánh, chín giờ trị, mười năng trị. Dưới đây sẽ phân biệt nói rõ. Vị Bồ Tát này có thể nhớ lại được trong quá khứ một đời những gì đã làm, thực hành, chẳng những nghĩ nhớ lại một đời, nghĩa là đời thứ hai, thọ thân là nam hay nữ, tên họ là gì, sinh ra ở đâu, cũng đều nhớ biết rõ. Cho đến trong mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, khởi những hoặc gì, tạo những nghiệp gì, thọ quả báo gì, thầy đều ghi nhớ rõ ràng. Thậm chí ở trong vô lượng đời, gieo trồng nhân duyên gì, kết quả gì, hết thảy tất cả hạnh nghiệp, đều nhớ rõ không quên. Đây là nói đời vô lượng. Kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành hoại, chẳng phải một kiếp thành, chẳng phải một kiếp hoại, trăm kiếp, ngàn kiếp, trong ngàn ức, na do tha, cho đến vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lường, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. Kiếp dịch là phân biệt thời tiết, do đó ngày tháng năm gọi là thời, thành trụ hoại không gọi là kiếp. Nói tóm lại, không thể tính đếm thời gian gọi là kiếp. Có phương pháp tính đếm kiếp là dùng tuổi thọ con người đến 84.000 tuổi làm tiêu chuẩn. Cứ mỗi trăm năm giảm xuống một tuổi, thần cao cũng giảm xuống một tấc, giảm xuống còn 10 tuổi là ngừng. Sau đó cứ mỗi trăm năm lại tăng lên một tuổi, thần cao thêm một tấc, tăng đến 84.000 tuổi là ngừng. Một lần tăng một lần giảm là một kiếp. 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Tuổi thọ của trái đất là có thành trụ hoại không 4 trung kiếp. Nói tóm lại, tuổi thọ của trái đất là thời gian một đại kiếp. Kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành hoại. Ở trong chẳng phải một kiếp thành, chẳng phải một kiếp hoại, chẳng phải một kiếp thành hoại, đủ thứ sự việc, Bồ Tát đều có thể nghĩ nhớ lại. Dù ở trong trăm kiếp, ngàn kiếp, trong ngàn ức, na do tha kiếp, đủ thứ sự việc, Bồ Tát cũng có thể nghĩ nhớ lại được. Cho đến vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả thuyết, vân vân, hết thảy sự việc, Bồ Tát đều nghĩ nhớ lại được. Đây là nói kiếp vô tận. Nhớ một danh hiệu Phật, cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật, Bồ Tát nghĩ nhớ lại một danh hiệu Phật, cho đến nhiều bất khả thuyết danh hiệu Phật, đều ghi nhớ rõ ràng, không thể quên danh hiệu của một vị Phật nào. Đây là danh hiệu Phật vô tận. Nhớ một vị Phật ra đời nói thọ ký, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật ra đời nói thọ ký. Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả Bồ Tát nói pháp thọ ký, cử hành lễ quán đảnh, Bồ Tát thọ lễ quán đảnh trở thành Pháp Vương Tử. Cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả Bồ Tát nói pháp thọ ký quán đảnh, đều nhớ rõ không quên, đây là thọ ký vô tận. Nhớ một vị Phật ra đời nói Tu Đà La, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật ra đời nói Tu Đà La. Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời để nói Tu Đà La dịch là kinh, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật xuất hiện ra đời để nói kinh điển, để ghi nhớ rõ ràng, đây là diễn giáo vô tận. Như Tu Đà La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Đi Đà Na, Yêu Đà Na, Bổn Sự, Bổn Sinh, Phương Quảng, Vị Tàng Hữu, ví dụ luận nghị cũng đều như vậy. Nghĩ nhớ bất khả thuyết chư Phật nói kinh điển, đều ghi nhớ, tức là nói 12 bộ kinh điển, cũng đều nhớ hết không quên. Này giải thích sơ lược về 12 bộ kinh như sau. Một, Tu Đà La dịch là khế kinh, trên khế với lý của chư Phật, dưới hợp với căn cơ của chúng sinh, còn dịch là trường hàng.
Từ như thị ngã văn bắt đầu cho đến cuối cùng tín thọ phụng hành là ngừng. Đây gọi là trường hàng. Có lối lại nói có bốn ý nghĩa. A. Pháp bổn, tức là căn bổn của Pháp. B. Kinh, tức là trường hàng. C. Trực thuyết, nói rất thẳng. D. Thánh giáo, Pháp của Phật nói là Thánh giáo. Đại sư Viễn Công phân Pháp bổn ra làm 5 ý nghĩa. A. Giáo là lý bổn, giáo là nói căn bổn của lý. B. Kinh là luận bổn, kinh là căn bổn của luận nghị. C. Tổng là biệt bổn, tổng tướng là căn bổn của biệt tướng. Tu Đà là tổng tướng, 11 loại kia là biệt tướng. D. Sơ là hậu bổn, một khi đầu tiên bắt đầu là căn bổn của cuối cùng. E. Lược là rộng bổn, lược nói là căn bổn của rộng nói. Tu Đà là còn có 4 ý nghĩa. A. Quán, sâu lại những nghĩa lý đã nói, tức là sâu nghĩa lý đã nói ra lại với nhau, giống như hạt chuỗi là dùng sợi chỉ sâu 108 hạt chuỗi lại với nhau, cho nên người Ấn Độ gọi kinh là chỉ khâu. B. Nhiếp, nhiếp thọ những chúng sinh giáo hóa, dùng pháp của kinh điển nhiếp vào trong cửa Phật Pháp. C. Thường, xưa nay không thay đổi. D. Pháp, ba đời đều đồng nhau, đây là một phương pháp giải thích. Tu Đà La còn có 4 ý nghĩa. A. Nghĩa là thường đen, giống như gỗ theo làn mực đen mà ngay thẳng, vọng tâm hay theo kinh Phật mà lìa tà. B. Nghĩa là suối vọt, suối nước từ dưới đất vọt lên trôi chảy không ngừng, lấy không hết được dùng để giải khát, nói chung chẳng có lúc nào cùng tận. C. Nghĩa là sinh ra, truyền truyền chất sinh càng nhiều. D. Nghĩa là hiển bày đạo lý, lý sự. Đây là một lối nói khác, ở trên là lược giải Tu Đà La. Hai kỳ dạ, dịch là ứng tụng, còn là kệ tụng. Đáng tụng nghĩa lý trong trường hàng ở trên dùng kệ để tụng lại, hoặc dùng 4 chữ, hoặc 5 chữ, hoặc 7 chữ làm một câu, một bài 4 câu khiến cho người tụng dễ nhớ. Ba, hòa già là ma, dịch là thọ ký. Chư Phật thọ ký riêng biệt thành Phật cho Bồ Tát, giống như Bồ Tát Di Lặc, bổn danh là A Dật Đa. Phật thọ ký là Phật Di Lặc tương lai sẽ đến thế giới Ta Bà thành Phật. 4. Già đà, dịch là phúng tụng, là có thể dùng kệ tụng sướng, còn là cô khỏi tụng, chẳng có quan hệ gì với kinh văn ở trên, và cũng chẳng có quan hệ gì với kinh văn ở sau. Ở trong kinh văn đột nhiên nói ra bài kệ 4 câu như kinh pháp cú. 5. Ni Đà Na, dịch là nhân duyên, hoặc nói nhân duyên của Phật, hoặc nói nhân duyên của đệ tử. Phàm là nói kinh điển đều có nhân duyên, bắt đầu tất cả kinh điển là phần tựa, đây là nhân duyên kinh. 6. Yêu Đà Na, dịch là tự thuyết, kinh điển của Phật nói, trước hết do đệ tử thỉnh Pháp, sau đó mới nói Pháp. Chỉ có kinh A-di-đà là kinh không hỏi mà tự nói. Tại sao? Vì Pháp này chẳng có ai hiểu biết được, song Phật tử bi không thể không nói, cho nên không hỏi mà tự nói kinh A-di-đà, diễn dường pháp môn tịnh độ. 7. Đế mục đa già, dịch là bổn sự. Phật tuyên nói sự việc đời trước của đệ tử, giống như phẩm Bồ Tát Dược Vương bổn sự trong kinh Pháp Hòa. 8. Đồ đà già, dịch là bổn sanh. Phật tự nói sự việc thọ thân của mình trong quá khứ. Trong quá khứ đã từng làm Na Chúa, làm chuyển luân thánh vương, vân vân. Khi hành Bồ Tát Đạo, đã từng xả bỏ vô số thần khả ái. Những nhân duyên thuở xưa này đều ghi lại ở trong bổn sinh. 9. Tỷ Phật lược,